Thì đây. Hôm nay hai bạn Hàn Quốc cơ hồng phượng đến có món gan ngỗng. Trời ơi, thơm quá. Hôm nay là vợ chồng cơ với Phượng là đợi tới giờ này á, có nghĩa là từ 6 giờ giờ chưa ăn cơm luôn. Tại vì mình bị kẹt làm trực tiếp. Hôm nay hai bạn thân đến nhà phải có món ngon đến để chào mọi người nhá. Cảm ơn hai vợ chồng. Đấy, thôi nha, làm sốt này đây. Món rất là quen thuộc với Thủy Hanh, tại vì Thủy Hanh rất hay quen món này trên TikTok đó. Thôi vậy đó hả? Trời ơi, mà hiểu cái mùi là muốn ăn rồi. Không quá. Hay quá. Bây giờ này đã là hơn 10 giờ tối rồi, nhưng mà hai vợ chồng vẫn rất là nhiệt tình. Quá dễ thương, đợi tới gia đình mình đến đây, đến nơi. Cả nhà thích tâm đợi anh chị tới. Đó, bây giờ mới bắt đầu mọi người ơi. Đã hẹn nhau lâu lắm rồi đó, mà bây giờ mới bắt đầu. Ơi, cơ hội quay rồi nè. Trời ơi. Wow. Lần này là em quá mang được ăn ngon từ Pháp về. Quá ngon. Đây là cặp vợ chồng mà vợ chồng mình rất là ngưỡng mộ nha. Vừa đẹp mà vừa giỏi mà vừa khéo tay nó lát ăn nữa là chắc là chỉ có ghiền thôi. Rồi hai cái đĩa của cô này. Đây. Đây là hỏi 8 đây nè. Đây hỏi 8 nè. Hỏi này rất 8 gặp nhau là liên tục. Đó, đây là chị này, chị Hằng đây nè, đó chùm kim cương. Nhà không có gì ngoài kim cương. Ở đây còn có mấy người bạn của Khôi nè. Đó, cô giáo làm ở sở giáo dục. Đó, học bên ở bộ giáo dục. Nhưng mà chủ một quán bar. Làm hai cái nghề rất liên quan. Đây là những người bạn rất là dễ thương mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nha. Yeah. Mời cả nhà nha. Happy New Year. Thiếu mình. Đó, không những đây. Quan trọng là đề co đó. Ở đây trông còn đẹp hơn ở ngoài tiệm á thôi. Thank you, cơ xuất sắc chứ gì vậy? Yeah. Đẹp quá. Quá hấp dẫn. Cái này á là còn hơn nhà hàng nha. Ngoài cái việc mà mặt thơm thôi, bây giờ là đề co cũng rất là đẹp. Đẹp lắm. Xuất sắc luôn. Đẹp không? Đây, xin mời. Anh thử. Món yêu thích của Hồng Phượng. Hồng Phượng là rất thích gan ngỗng. Wow. Đẹp quá. Anh thử nha. 10 điểm, có nghĩa là về đề co là 10 điểm rồi đó. Chưa xong. Ủa, phải thêm cái đó lên nữa hả? Quá khéo. Cái này là sốt tại bàn. Để nó miếng chặt chẽ. Chết rồi, tối ăn cái này là tăng cân. Đời luôn. Anh chụp hình chưa? Anh chụp hình cái này chưa? Chưa, phải chụp lại. Không, anh thử một miếng trước đi đã. Rồi, ok. Bánh mì giòn, gan ngỗng ngon. Nhưng mà em rất thích cái nước sốt. Không, có nghĩa là anh bỏ cái này nó tan vô miệng luôn á em. Hay quá vậy. Cái này giống ảo thuật vậy. Anh gan ngỗng thử đây. Hay quá ha, chắc là này về muốn em làm cho anh ăn á. Và hôm nay em nấu với cả sốt táo. Cái táo này em nấu ở trong rượu vang đỏ khoảng 1 giờ. Nhưng mà cái táo này rất ngon. Không, dạ. Ngon hơn nhà hàng nha. Ngon hơn. Tại vì em cũng rất là thích nấu ăn mà qua nhiều công thức thì em thấy
ăn gan ngỗng với táo là hợp nhất, nó sẽ chống ngán. Nhưng mà cái táo này là mình làm như thế nào? Em nấu ở trong rượu vang đỏ khoảng 1 tiếng và quế, sau là cái sốt em sẽ cô nó lại. Còn lại cái phần mà sốt đặc đặc ấy là sốt 100% là táo với cả rượu vang. Nhưng mà táo này có phải có cần phải lựa chọn cái loại táo nào? Em nấu với táo MV. À, táo MV. À. Và chị ăn kèm với bánh mì giòn ấy, nó cũng đỡ ngấy. Ăn cho lắm bây giờ đi. Cảm ơn. Đây là ông chủ tôm hùm. Đây là đĩa tôm hùm dành cho hai bạn. Mọi người nghĩ coi nào. Tôm hùm cháy tỏi. Đây là tuyệt chiêu của nhà cô nhá. Bé phục vụ, bé. Để con đó, để con. Và người đặc biệt phải là cái đầu đặc biệt. Miếng nhỏ. Cái đầu có thịt tôm nhà kho nó siêu đỉnh luôn á. Rồi. Hai. Xin mời. Đây là con cơ, con cơ. Từ từ nha. Đây. Còn cái này nữa, đây chưa. Còn có sốt nữa. Ồ, cái mỡ này là mới ngon. Đây là đúng mình, chính hiệu đầu bếp rồi. Ngon quá. Giao bột thơ đó. Để ra tự xử cho. Thôi. Cái này là thành một con chưa vậy thôi? Chưa một con hả? Nửa con mới sao? Chưa được nửa con luôn á. Trời ơi sao mà to quá vậy? Gia vị là cái vô thực luôn á. Qua cái này đây là khoái nhất là mỡ. Nhưng mà tôm hùm này nó không có bị. Không, đây là bơ không được. Đây là bơ thì mọi người sẽ yên tâm là ăn sẽ không có mỡ gì đâu. Không mập đâu, ăn cái này chỉ tăng cân thôi. Cảm ơn coi. Nhưng mà gia vị là ngấm vô hớ thịt luôn á.